Dạ, thế trước hết là xin kính chào tất cả các bác, chúc các bác một buổi sáng thật là vui vẻ, tốt lành. Em xin phép em tự giới thiệu, em là Biếu Sinh Chi Nông Nghiệp, là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Hà Nội. Và hôm nay là do lý do bác Hoan có vấn đề về sức khỏe, cho nên là bác Hoan không đến được, rất là mong các bác thông cảm và cho các em thay mặt. Thế thì cũng xin báo cáo với bác cái buổi tọa đàm hôm nay ấy, là nội dung buổi tọa đàm nói ngắn gọn là nói về nguồn gốc sự sống. Thì cũng báo cáo với tất cả bác trong hiệp hội ấy, là em thì đã có vinh dự được nghe bác Phạm Việt Hưng nói về cái chủ đề này ở bên Viện Vật lý, và cũng đã được xem qua clip cái bài nói chuyện của bác Hưng ở viện khoa triết học của trường đại học tổng hợp. Bản thân em thấy cái bài nói chuyện rất là lý thú, chính vì thế mà em có đề nghị từ cuối năm ngoái với chủ tịch Vũ Hoan thế, và xin phép là sẽ đưa tổ chức một cái buổi tọa đàm khoa học tại hiệp hội mình để cung cấp thông tin cho anh em trong hiệp hội. Thế báo cáo với các bác là hôm nay được sự đồng ý của thường trực hiệp hội và tôi với ngành y học đã tổ chức cái buổi tọa đàm hôm nay. Thế trước mắt là xin giới thiệu các bác là tham dự buổi tọa đàm hôm nay thì có bác Lợi là quyền chủ tịch hiệp hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, có bác An nguyên là đại biểu quốc hội và là phó chủ tịch hiệp hội, và xin lỗi là có tất cả các cái gần như cái thành phần mời là ban chấp hành của hiệp hội khoa học Hà Nội và hội sinh học Hà Nội. Thế thì xin cho phép là chắc là chúng ta thì biết nhau hết rồi, xin phép là không giới thiệu lại. Thế và diễn giả hôm nay thì mời thế bác Hưng là Việt kiều gốc là Việt kiều Úc gốc Việt, là Việt kiều Úc. Thế thì qua cái buổi nói chuyện mà tôi được nghe thì thấy rất là lý thú, cho hôm nay là để tiết kiệm thời gian thì xin phép giới thiệu như vậy. Thế sau đây thì nếu mà xin phép anh lại với chị An có ý kiến gì chỉ đạo thì xin xem các chị ý kiến. Kính thưa anh Hưng, kính thưa tất cả các bác anh các chị, thế thì nói là đây là cái chủ đề nó rất là mới, rất là hay, cho nên khi anh Hiếu báo cáo thì mọi người đều rất là ủng hộ và cũng đều rất là muốn nghe. Cho nên hôm nay thì thấy sự có mặt của các bác đây thì rất là đông đủ, thì xin thay mặt cho thường trực Liên Hợp Hội tức là gửi cảm ơn diễn giả và cảm ơn tất cả sự có mặt anh các chị, và kính chúc diễn giả cũng như các anh các chị các bác tức là một có sức khỏe dồi dào